Xin chào, hôm nay Tiun lại bị bọn săn trộm thú lừa mua nhầm con vọc chết. Nhờ người bạn mua về để cùng nhau bảo vệ loài vật này khỏi bị tuyệt chủng. Vì loài vọc rất khó nuôi, do chúng sống quá tình cảm. Nếu con baby thiếu mẹ chăm sóc dù có ăn uống đầy đủ thì nó vẫn buồn, khóc, bệnh và chết. Vì biết quá rõ điều đó, dẫu biết mua là phạm pháp, nhưng chỉ có Tiun mới biết cách chăm sóc nó và yêu thương nó như một người mẹ thật sự để nó sống khỏe mạnh. Mà ngờ đâu, cái người bán lừa Tiun và bạn của Tiun mua vọc chết khi đưa nó đưa cho con bị bệnh về, thằng nhỏ chết luôn. Tiun muốn quỳ xuống lại mấy người săn trộm động vật hoang dã ơi, xin hãy dừng tay lại đi, đừng có bắt vọc nữa. Trong tự nhiên nó là loài vật giúp con người tìm ra những loại cây thuốc quý chữa bệnh, mà mấy người vì lòng tham, chỉ vì một chút tiền mà giết hại con mẹ rồi hại chết con, như vậy là quá tàn nhẫn rồi. Tiun rất muốn mua để cứu, để bảo vệ, bảo tồn và phóng sanh loài vật này, chứ không phải Tiun sống ích kỷ, thích sưu tầm động vật hoang dã chơi ngông. Làm ơn đừng có đối xử với loài vọc họ hàng của loài người chúng ta như vậy nữa. Nếu các bạn mà thấy cảnh con vọc này chết, bảo đảm bạn sẽ thấy hối hận vì đã không chịu giúp Tiun cứu động vật. Trước khi chết, nó vớ tay muốn ôm lấy mình để rồi nói lời từ biệt, xong nước mắt nó ứa ra giàn giụa vì đau đớn mất mẹ, vì bị con người đối xử tàn nhẫn rồi nó mới chết. Nhìn nó đau lòng dữ lắm các bạn ơi. Chuyện con vọc này chết đáng lẽ Tiun không muốn đăng, nhưng Tiun quá bức xúc không muốn tình trạng này lặp lại thêm lần nữa. Muốn các bạn share clip này thật nhiều để đến tai những người buôn bán vọc để họ dừng lại. Tôi đã chứng kiến vọc con bị chết rất nhiều trước khi nó được đưa đến tay Tiun cứu chữa. Lúc nào cũng là muộn màng. Tiun cũng thấy có lỗi lắm, nhưng Tiun luôn hy vọng có thể cứu được nó. Thật sự vọc baby rất khó nuôi, vì nó cần sữa mẹ, trong sữa mẹ có các chất bổ đề kháng và thuốc an thần cho nó nữa. Vì loài vật này rất nhút nhát, chỉ cần một âm thanh, tiếng động nhỏ cũng khiến tim nó đập hoảng loạn, sợ đến bệnh. Bởi vậy nó cần mẹ để che chở ôm ấp nó thường xuyên. Xin hãy giúp Tiun trừng trị bọn phá rừng và bán vọc con xứng đáng.